một chiếc xe 7 chỗ ngồi số tự động và em này là một cầu biển Hà Nội, được đến từ nhà Toyota. Một chiếc xe Fortuner, em Hương đang quay một chiếc xe Fortuner các bác nhé. Nó to ngang gần như với một chiếc xe khủng long mạo chú Range Rover của em Hương. Thì chiếc xe này là chiếc xe Fortuner được sản xuất vào năm 2013, số tự động và em này một cầu máy xăng, giá chào bán 450 triệu cho chiếc xe Fortuner. Những bác nào ở đây đang thích đi một dòng xe 7 chỗ ngồi số tự động mà gầm cao, nhìn form dáng rất là trường, rất là khỏe khoắn thì nhấc máy và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 035 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn về chiếc xe Fortuner của em Hương. Biển Hà Nội với nước sơn màu bạc đẹp các bác này. Đèn là đèn halogen kết hợp, phía dưới có đèn gầm đầy đủ rồi. Gương kính thì auto tự động cho em, dùng khóa khiển mở cho em này. Là gương kính sẽ tự động mở ra. Xi nhan cũng được tích hợp ở trên gương. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi với động cơ 2.7, một dàn lốp cao, thoáng và cực kỳ dày dặn luôn. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng được an toàn đầy đủ cho em rồi. Gầm bệ cam kết luôn là không mục mọt, cũng như cam kết luôn là không đâm xô, không ngập nước. Vừa rồi Hà Nội vừa trải qua một trận ngập lụt nên các bác rất là hoang mang khi mà mua xe gốc Hà Nội đúng không ạ? Nhưng các bác hoàn toàn yên tâm nhé, bên em đã kiểm tra hết rồi. Không phải là cứ Hà Nội là có sẽ có xe bị ngập nước đâu các bác nhé. Xi nhan trên gương, tay nắm cửa ốp mạ chrome cao cấp, gương kính thì liền đời theo xe. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi gầm cao số tự động, trang bị cho em đề lỗ thông minh, màn hình giải trí số tự động đẹp đây ạ. Ghế da cao cấp, dàn điều hòa mát lạnh luôn, tương ứng với ba hàng ghế ngồi của mình. Chân nỉ nguyên zin, túi khí an toàn trang bị đầy đủ trên ghế phụ, cũng như trên vô lăng bác tài. Trên bác tài một chút nữa em sẽ quay. Giá chỉ có hơn 400 triệu thôi, chính xác là 450 triệu. Giá nói trên em sẽ còn thương lượng thêm cho mình, còn thương lượng lộc lá thêm cho mình. Keo chỉ cả bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin các bác nhé. Riêng cái phần này là phần da, da xịn luôn, với những cái đường may cực kỳ sắc nét này. Bệ chống mỏi tay này, kệ để đồ cá nhân, kệ bước chân lên xuống ốp mạ chrome rồi, có thêm cả kệ lên xuống nữa đây. 7 chỗ ngồi gầm cao, nếu như không có kệ bước chân lên rất là khó đi. Từng con ốc nhỏ nhất không hề vặn xoáy này. Các cái dán thông số của nhà sản xuất này, Otokon Toyota Fortuner đây. Xịn sò chưa ạ? Xịn sò chưa từng con ốc này. Giá chỉ ngang với Vios một chút thôi. Fortuner đây, 7 chỗ ngồi, số tự động đẹp. Thật sự là đi dòng xe này ngồi lên cảm giác nó rất là thoáng luôn. Điều hòa các bác nhìn nhá, điều hòa này rất là mát, ngồi hàng ghế nào thì cũng mát lạnh, không phải cứ là ngồi hàng ghế đầu mới là mát đâu ạ. Phía dưới có thảm cao su lon cực kỳ sạch sẽ, ghế da căng mọng, sắc đẹp luôn. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng cam kết là không đâm xô, không ngập nước và không bặn xoáy đối với chất lượng của xe. Đây ạ, toàn là da mềm cao cấp thôi. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh thì cũng còn nguyên và đầy đủ cho em. Một dàn lốp rất là dày dặn luôn. Dày này các bác nhìn này, Toyota Fortuner. Chỉ cần các bác cầm chìa khóa ra bên ngoài cách xe tầm 1 mét thôi là em nó sẽ tự động gục gương kính và khóa chốt cửa vào, nên là sẽ không có chuyện mà các bác quên không khóa cửa đâu nhé. Phía sau xe được trang bị cho em hai mắt cảm biến và cam lùi đầy đủ rồi. Khoang cốp cũng vào chỉnh điện cho em ạ. Đó, bấm này các bác này, tắt này. Đó, chỉ cần, vì là đè lỗ thông minh mà, chỉ cần dùng khóa khiển thôi là đã mở được rồi. Em đang mở bình xăng ra và đang đè lỗ thông, đè lỗ đây cho các bác nghe nhé. Đây là bên trong khoang hành lý của xe, khoang phía sau đấy ạ. Vì là thiết kế 7 chỗ ngồi, nếu như các bác mà dùng hết 7 chỗ ngồi thì em nó sẽ là một khoang hành lý cực kỳ lý tưởng. Nhưng nếu các bác không ngồi đến hết 3 hàng ghế, không ngồi hết 7 chỗ thì các bác có thể cuộn lên như em Hương thế này, thì nó sẽ là một khoang hành lý cực kỳ lý tưởng cho khách hàng nhà mình nếu như đi du lịch hoặc đi chơi xa. Điều hòa tương ứng với ba hàng ghế, thì các bác ngồi bên hàng ghế nào, vị trí nào thì cũng đều mát cho em. Quay chi tiết cho khách hàng nhà mình xem này, máng nước hai bên không hề bị đâm xô hay gì nào. Từng con ốc nhỏ nhất cũng không hề bị vặn xoáy nhé, một đôi thụt nhẹ nhàng, từng con ốc lắp cốp đây. Khoang hành lý quá là chuẩn chỉ rộng rãi luôn. Keo chỉ zin lắp cốp đây ạ, một đôi thụt cao su rồi, rất là xịn xò luôn đúng không ạ? Rất là rộng rãi luôn, cam lùi đầy đủ rồi. Đèn báo rẽ trên cao, phía sau xe có hai mắt cảm biến va chạm cho mình, hỗ trợ cho mình khi các bác lùi xe. Gặp chướng ngại vật thì em nó sẽ báo hiệu cho mình bằng tiếng kêu nhé. Ốp hết mạ chrome rồi. Đấy các bác thấy không ạ? Cứ chỉ cần đi ra ngoài cách xe tầm 1 mét thôi là xe lại tự khóa, cầm điều khiển đứng gần một phát lại mở ra. Cực kỳ xịn sò luôn các bác ạ. Công nghệ, đúng là công nghệ. Dàn lốp dày dặn đây, mâm đây, cực kỳ sắc nét to bản nhé.
bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin cho em. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh. Kệ bước chân lên xuống hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba, cực kỳ rộng rãi luôn. Ghế lái là ghế chỉnh điện 8 hướng cho em. Các bác nhìn này, các cái thông số của xe này còn nguyên và đầy đủ nhá. Từng con ốc này còn nguyên bút chấm sơn này, không hề có dấu hiệu bị vặn mở của con ốc nào đâu ạ. Ghế lái chỉnh điện, gương kính auto tự động, màn hình giải trí, túi khí an toàn. Không thiếu một cái gì, cổng sạc 12V có tắt bật cảm biến này. Số tự động phanh tay đây. Túi khí an toàn tăng giảm, chuyển bài trên vô lăng đầy đủ cho em rồi. Em này thì cũng có luôn cả đề lổ thông minh các bác nhé. Gương kính tất nhiên phải là auto rồi. Vừa rồi thì em Hương đã quay chi tiết về nội thất và ngoại thất của xe. Khách hàng nhà mình nhìn, chỉ cần nhìn qua video của em thôi là đã có thể hình dung được chất lượng xe rồi đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ quay luôn về khoang động cơ máy móc của siêu phẩm Fortuner đời 2013, số tự động đẹp ạ. Cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Một chiếc xe đứng ngang người em Hương, một tay không thể mở được lắp capo lên. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Fortuner các bác này. Hệ thống phanh ABS này. Kể cả những từng con ốc máng nước hai bên hay là những cái thanh ngang, thanh sắt. Sắt này các bác này, ốc này không hề bị vặn mở nhá. Thanh ngang đây, sắc nét luôn, các cái bấm đinh tán còn nguyên và đầy đủ cho em. Máng nước hai bên cũng không hề bị biến dạng, nếu như không may mà bị hút vào đây phát là sẽ biến dạng ngay. Dù có làm đẹp như thế nào thì cũng không thể đẹp như ban đầu. Và em cũng không làm những dòng xe như vậy, nên các bác cứ yên tâm khi mua xe BMW Hương ô tô Hải Dương nhé. Kể cả những cái thanh dây này, ốc mặt máy hay những cái ốc vách cam này, các bác đi xem xe mà có thợ đi thì cực kỳ tốt luôn. Ưng phát là mua luôn, chất lượng xe cũng cam kết cho mình. Keo chỉ lắp capo đấy ạ. Rồi ôi, với không tới các bác ơi. Một cô gái gần 1m70 như em mà với lắp capo mà không với không tới luôn. Đây ạ, các cái bấm đinh tán này, lốt cắt này, sòn xe luôn, keo chỉ zin lắp capo. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về siêu phẩm Fortuner máy xăng đời 2013, một cầu số tự động đẹp. Giá chào bán 450 triệu cho những bác nào đang quan tâm về dòng xe Fortuner của em Hương. Nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để em Hương để cho mình một cái giá thương lượng nhất. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào 11:30 các ngày trong tuần trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Em sẽ có những buổi báo giá trực tiếp xe chỉ từ 80 cho đến trên 1 tỷ hay dưới 1 tỷ em đều có nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Fortuner 2013, số tự động một cầu, máy xăng 450 triệu.